Em Lâm lại chào các bác nhá. Hôm nay em Lâm lại lên cho các bác một đôi sáp. Đấy, dòng máy giặt 9 cân và sấy 6 cân, sấy bằng block. Hiện tại thì những dòng sáp thì dòng này nó là dòng model cao cấp nhất của dòng sáp. Và đến thời điểm này thì cũng chưa model nào sáp nào ra mới thì em chưa gặp. Nhưng mà dòng này là hầu như là những dòng cao cấp nhất rồi. Đấy. Thì nhà em vẫn đang đầy đủ mặt hàng như bếp ga, bếp từ, đấy, máy hút ẩm, máy sưởi, máy lọc không khí, bếp ga, bếp từ, máy giặt, máy rửa bát. Đấy. Thì năm nay thì các bác được đi mua hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Rất nhiều các đơn vị bán từ hàng chưa dọn này, hàng lô này thì đều được các cái cửa hàng người ta đăng bán lên cho các bác để các bác được mua bán giá rất là thoải mái luôn, có cả giá gốc, có cả giá chưa dọn cũng như là hàng dọn rồi. Thì bao giờ cũng vậy, hàng dọn rồi thì là dành cho những cái bác mà như nhà em đúng không ạ? Thì em đi mỏng mổ những con máy đẹp về bọn em dọn lên bọn em bán. Thì cũng có thể nhiều bác có thể tay nghề dọn được thì các bác mua về tự dọn. Nhưng mà theo em thì mình không biết gì về kỹ thuật, cũng như là mình đi mua những dòng máy đồ Nhật này. Đồ Nhật là gì? Nghĩa là mình mua được con máy giặt nó phải bền lên cái máy Việt Nam và phải chất lượng hơn, chứ không phải là đi mua một cái máy Nhật mà rẻ hơn cái máy Việt Nam thì thực ra không có đâu. Máy Việt Nam thì bao giờ nó cũng rẻ hơn là máy Nhật, bởi vì máy Nhật công nghệ cao hơn, giá thành lớn hơn, và khi về đến Việt Nam mình thì nó mất nhiều cái việc trung chuyển cũng như là về dọn dẹp. Đấy, thì để các bác được biết như vậy. Thì nhiều bác thì cứ đi so một cái máy hàng chưa dọn và hàng dọn rồi thì các bác không thể so được, bởi vì một con máy chưa dọn thì các bác chỉ được bao chạy thôi. Chạy không nghĩa là nó chạy hết chương trình, mà khi chảy ra lỗi là nó sẽ phát sinh rất là nhiều lỗi. Còn khi người thợ nó dọn lên là người ta đã test cổng này, chạy y chạy lại này, và hầu như là test tất cả các lỗi rồi và xử lý lại. Đấy, để các bác dùng cho yên tâm hơn, như là kiểm tra lại bi phớt này. Đấy, rồi kiểm tra lại tất cả các chức năng. Đấy, để có thể hiểu là như vậy. Đấy, nhiều bác thì cứ mang đi so sánh, bởi vì giá thì đồ Nhật này nó không như là cái cửa hàng đồ mới. Các bác ra cũng một con máy như thế các bác có thể so sánh giá được. Nhưng một con máy Nhật thì hai con giống như nhau, nhưng chưa chắc là hai con đã bằng tiền nhau, nó còn khác nhau về độ đẹp, độ chất cũng như độ zin của máy. Đấy, để các bác được biết như vậy. Đôi sáp này thì em sẽ quay vào chi tiết máy, thì em sẽ qua cửa hàng em một chút. Cửa hàng em ở Linh Giang, Hải Dương. Đấy, em dùng hai số điện thoại 0377996066, số dưới là 0975360433 để bác được tiện theo dõi mới liên hệ với kênh nhà em. Đấy, thì em quay vào máy trước, em sẽ quay con màu mắm tôm này trước. Đây, má của nó là Z200. Con này nó cao hơn con Z100, vì là con Z100 nó là dòng cảm ứng. Đấy, con Z200 thì nó sẽ là dòng trên của con cảm ứng. Đấy, con này của em thì cực kỳ đẹp. Thì em sẽ quay qua thành vách. Máy thì là máy cũ, qua vận chuyển thì nó có xước sát, có lứt nhẹ. Đấy, cái điều không thể tránh được vì máy cũ mà. Đấy, thì máy thì hai vách bọn em đã sơn xịn lại để làm sao để đảm bảo độ bóng cũng như là chống han gỉ cho máy. Đấy, thì hai vách là sơn lại thôi. Đấy, còn đâu máy tổng thể rất là đẹp. Đấy, mắt thường thì không thể nhìn thấy vết nứt ở đâu. Đấy, còn xước sát nhẹ thì không thể tránh được. Đấy, một con máy nó đẹp tổng thể. Đấy, em sẽ quay tổng thể cho các bác được độ đẹp của nó. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Đấy, em sẽ quay vào tem cho các bác luôn. Tem đây, tem của nó này, ES Z200, đắt 2014. Con này là giặt 9 cân, sấy 6 cân. Đấy, chạy sấy lốc thì chạy bằng ga 34, tổng trọng lượng ga bơm vào là 230g. Đấy, tương đương với là hơn 2 lạng một chút. Đấy, tổng máy dùng của nó là 870W. Hết cả motor sấy tất tuốt tần tật của nó rơi vào tầm trên 1000W. Đấy, thì các bác dùng cái nguồn 1500W là vừa. Đấy, thoải mái công suất để dùng. Đấy, em quay vào lòng bên trong cho các bác luôn. Đây, do hồng chỉ đây, trắng cực kỳ đẹp luôn. Đấy, con này thì nó là màn hình chìm, giống con 516 màn hình chìm, có giọng cô gái Việt. Để em bật máy các bác nhìn luôn này. Đấy, nó có giọng cô gái Việt nhá, và tất cả các phím điều hướng nó hướng dẫn rất là dễ dùng. Đấy, đây là giặt thường này, đây là giặt sấy này, đây là sấy không này, ion này. Con này thì nó sấy và nó sẽ mỗi lần giặt xong thì nó sẽ khử ion, nó sử dụng bằng 7000 ion. Đấy, hơn 7000 ion. Đấy, nó khử khuẩn. Đấy, như cái máy lọc không khí của sáp ấy, thì con này, cái máy lọc không khí của sáp nó cũng được tích hợp trên cái con máy này luôn. Đấy, để nó diệt khuẩn cũng như là
sau quá trình giặt xong máy nó sẽ rú quần áo và nó sẽ khử mùi đấy, quần áo sẽ không bao giờ bị hôi đấy. Đặc biệt dòng cái dòng máy giặt lồng ngang của Nhật này thì nó không bị nó sẽ không bị là bị nhăn quần áo. Và đặc biệt quan sát là các bác nhìn này, cái cánh cửa nó là này, cánh cửa nó hình kim cương, hình quả trám kim cương để làm sao nó không sản xuất mặt trơn, bởi vì nó thiết kế ra này là khi quần áo mà băm vào đây thì cái này nó như một bàn tay con người, nó sẽ tự động cọ quần áo đấy. Và con này nó hơn cái dòng con này nó hơn cái dòng ba la là hơn cái gì, hơn ở rất nhiều công nghệ luôn. Thứ nhất nói về công nghệ thì con này nó đứt con ba la, bởi vì con ba la nó không có ion. Và đặc biệt là con này nó có bơm tia áp lực cao ở trên này. Con ba la thì nó là dùng bơm đáy, bơm hai tia này, nó rất là yếu. Con này nó bơm nó rất là to luôn. Đấy, bác nào nó dùng con sát này thì biết rồi, nó như một cái máy rửa xe đấy, nó xòe này, nó xòe này, nó xòe này, nó thấm vào quần áo đấy, giúp cho quần áo khô nhanh hơn đấy. Mấy các lồng này lỗ thông thoáng này làm gì, để khi trong quá trình sử dụng giấy là nó sẽ ra những hơi nóng để sấy quần áo cho khô nhanh hơn đấy, để giải thích thắc mắc cho nhiều bác. Và nhiều bác cứ bảo là cái này để làm gì, để cái này để khi là nó cọ quần áo là nó va vào đây cũng như là bàn tay người nó giặt quần áo đấy đấy, để các bác được hình dung luôn đấy. Cũng như là em giới thiệu máy cũng như công dụng và cũng như là chức năng của máy rồi đấy, thì em hướng dẫn dùng thì con này nó rất là dễ dùng đấy. Khi các bác mua là em dịch sang tiếng Việt luôn đấy. Con này thì có cả chế độ hẹn giờ đấy, khi các bác đi xa cần hẹn giờ thì mình hẹn giờ, tầm nào mình giặt thì tùy mình đấy. Cài đồng hồ rất là nhiều chức năng luôn đấy. Con này thì có Ecolavi này, có diệt khuẩn ion này đấy, rất là đẹp luôn đấy. Thì các bác nhìn trên điện thoại thì nó sẽ nháy cái đèn này nhá, còn ở ngoài đời thì nó sẽ không nháy đâu, vì camera quay thì nó sẽ nháy đấy. Thì em ở mặt đường thì nó sẽ hơi có tiếng ồn một chút, thì rất mong các bác thông cảm nhá đấy. Thì em vào em test máy các bác luôn đấy, em sẽ test vào cái chế độ vắt không cho các bác được nhìn luôn. Con này thì vắt siêu êm luôn đấy. Con này thì con nó có giọng cô gái Việt. Đấy, em sẽ đi lấy một cốc nước để em test cho các bác. Em sẽ lấy một cốc nước em test các bác độ êm của nó. Máy thì bọn em làm rất là kỹ. Đấy, bác đợi một chút để nó tăng hết tua, em sẽ để cốc nước trên có là nhìn luôn. Đấy, máy thì bọn em làm. Tất cả các máy khi về lên nhà em đều được chống ồn. Đấy. Chống ồn thì các bác biết rồi. Bọn em chống ồn bằng cái chống ồn 3M. Thì nó êm hơn và tạo độ cứng cho máy, cũng như là tránh những tiếng kêu của máy ra ngoài. Đấy, thì em sẽ để lướt lên các bác để nhìn luôn nhé. Đấy, đây là một con máy dọn. Dọn là như nào? Dọn là tháo tung ra, dọn từ bên trong đến bên ngoài. Đấy, và làm lại máy làm sao máy nó đạt đến chế độ êm nhất, hầu như là không phát ra tiếng động. Đấy, còn lúc tăng tua lên thì các bác chỉ sẽ nghe tiếng động cơ thì không thể tránh được. Nhưng mà để một con máy nó êm, đấy, thì bọn em làm hết cỡ, nên là một con máy một người thợ dọn có tay nghề dọn nó khác với một người thợ mà bôi một tí nước dọn bên ngoài, nó khác nhau hoàn toàn luôn đấy. Giá thành thì nó cũng tùy thuộc vào chất hàng cũng như là người thợ người ta đập đồ vào dọn đấy, cho nên là các bác không thể so sánh giá được, bởi vì có thể đắt hơn rẻ hơn 500 một triệu ấy là chuyện bình thường đấy. Đấy, đây, máy bắt đầu đang tăng tua này, nước bây giờ nó chỉ hơi lắc lắc này đấy. Đấy, bắt đầu nó sẽ tăng tua lên. Đấy, các bác nhìn này, nước nó chỉ lăng lăng như này thôi. Đấy, nó không bị sắp sâu. Đấy. Đấy, máy bắt đầu tăng tua rồi. Em để ở đây thì nó sẽ không được cân. Thì các bác nhìn cái chân này, những cái chân này nó còn đang rung rồi. Đấy, tức là em còn chưa để cân đấy. Các bác nhìn nước này, nó chỉ hơi đong đong rồi thôi. Đấy, nó chỉ hơi đong đong thôi. Đấy, và đong đong nó là đong trọng tâm nhá. Đấy, nó không bị lắc máy. Đấy, rất là êm. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nhiều bác có hỏi là tại sao dạo này không buôn ba la, bởi vì máy giặt ba la thực ra em chán rồi, không muốn làm, bởi vì con ba la thì cái tiền đập đồ của nó lớn quá, mà để mà nói về chất lượng thì em cũng không khoái lắm về ba la lắm, em chỉ khoái bán tô này với lại sát này. Thứ nhất là giá cả bình dân, thứ hai là dòng này nó bền, hầu như là nó không có lỗi vặt xảy ra đấy, mà đặc biệt là bi phớt của nó thì nó cũng an toàn hơn đấy, nó chắc chắn hơn đấy, máy thì nó cũng chắc chắn hơn, nó không phòng phành, vì càng đời cao bây giờ chất lượng máy nó càng kém. Càng đời cao bây giờ thì chất lượng nó càng phòng phành. Đấy. Phòng phành đến cả những cái sóc nó chỉ bằng đầu đũa này thôi. Thì các bác yên tâm, những cái sóc của con sát con tô này, nó to như cái cổ tay này. Đấy. Dùng rất là sướng này, các bác nhìn này. Tăng hết tua nhá. Đấy, 4 phút tăng hết tua, các bác nhìn nước này. Máy là không phát ra tiếng kêu. Đấy. Bởi vì chống ồn,
trông ổn hết rồi, trông ổn hết rồi. Không thể nghe tiếng kêu được, em dí này, em dí motor nhá, không thể nghe tiếng kêu được, rất là êm, nó cực kỳ êm luôn. Đấy, thế nên là thật sao thích bán thì như giò đấy. Đấy, rất là đẹp. Em đã giới thiệu máy, chi tiết máy cũng như là cách dọn máy cũng như là để một con máy đẹp như thế này rồi. Đấy, con này thì nhà em Lâm bán giá là 14 triệu. Đấy, 14 triệu là đã bao gồm đổi nguồn, bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy, bác nào mà không thích mua bảo hành nhà em, không thích lấy đổi nguồn, đấy thì các bác trừ đi 1 triệu 500 cho em thì còn 12 triệu 500. Đấy, giá 12 triệu 500 là mua đứt nhà em, bao test bao chạy 2 tuần. Đấy, à, còn nhà em thì mua giá bảo hành hay như giá thợ thì đều được em hỗ trợ sửa chữa, đấy cũng như là tư vấn. Còn những bác nào mà không mua hàng nhà em thì cũng rất thông cảm cho em, em rất là bận, không có thời gian để tư vấn cũng như hỏi. Đấy, nhiều bác thì thời gian này thì rất nhiều các cái chủ kho người ta quay live stream, người ta bán hàng chưa dọn. Đấy, xong các bác cứ nghĩ là cứ cắm điện lên là nó sống, còn về nhà lau lên là nó chạy thôi. Không có đâu các bác ạ. Nhiều bác đi mua máy giặt dính rồi, là mua tủ lạnh dính rồi, là mua hút ẩm dính rồi, là mua máy rửa bát dính rồi. Đặc biệt nhiều nhất các bác mua máy giặt và máy rửa bát bị dính. Và hỏi nhà em thì bảo là mua nhà em. Các bác phải nhớ là mua nhà em thì đều được có tem mác mua nhà em, chứ không phải cứ gọi điện cho em bảo mua nhà em là em hướng dẫn sửa chữa là không có đâu nhá. Em phải xác minh đúng vào nhà em thì em mới hỗ trợ các bác sửa chữa. Đấy, nếu như đúng hàng mua nhà em. Đấy, còn bác nào không mua hàng nhà em thì các bác thông cảm là em không sửa chữa và cũng không có thời gian để ngồi hướng dẫn các bác sửa chữa được. Ai cũng vậy thôi. Đấy, một ngày thì chỉ có được 24 tiếng, 8 tiếng mình dùng cho nghỉ ngơi và ngủ nghỉ rồi. Còn lại là mình chỉ có 16 tiếng để mình lao động cũng như là mình làm việc. Thì bản thân em cũng còn phải làm việc nuôi sống gia đình rồi sự nghiệp, chứ không phải là cứ ngồi xong rồi ngồi đợi các bác gọi xong các bác phải hướng dẫn các bác chỉ từng tí một. Không qua làm như vậy đâu. Đấy, các bác phải thông cảm, trừ khi các bác mua hàng em thì bọn em mới có trách nhiệm để phục vụ các bác thôi. Còn các bác không mua hàng em thì bọn em không có trách nhiệm để phục vụ các bác cả. Thì rất mong các bác thông cảm nhá. Đấy, để các bác hiểu là ở đời đấy không bao giờ có cái gì ngon bổ rẻ, mà các bác nghĩ là cứ mua về cắm lên điện là sống đâu. Cũng như nhiều bác đi tham rẻ mua cái lọc không khí người ta bán, cái đấy người ta bán dọn rồi đẹp long lanh, người ta bán trên Shopee ví dụ 1 triệu chẳng hạn, các bác mua người ta 500.000 về thì các bác nghĩ là xong, người ta quảng cáo là ơi về nhà con nào phổi đẹp thì các bác hưởng, cái là phổi xấu có chịu ấy. Không bao giờ con nào đẹp hay là con nào nó xấu đâu, thực ra người ta lọc hết rồi, không bán được cho thợ nữa thì người ta mới bán lên cái kênh YouTube để làm sao để đúng nghĩa đấy, để lừa những các bác già đấy nhẹ dạ cả tin đấy vào mua để người ta lừa, đúng là lừa luôn. Thì làm gì có câu chuyện đấy, các bác phải mua bộ phổi bộ than các bác mất 280.000, các bác mua cái đổi nguồn các bác mất 100.000, 130.000. Đấy, các bác cộng tiền vào cho em, xong về các bác phải sơn si đấy, đỏ cái về nhà dọn xong nó chạy không sao, lắm con nó bị hỏng mũi thở là hỏng cảm biến ấm này, hỏng cảm biến bụi là úi giời, các bác mua vào nó tính ra trên 1 triệu một con, đắt hơn thì các bác mua ăn sẵn rồi các bác về dùng. Đấy, các bác hiểu mà mua người ta lại người ta được bảo hành. Đấy, các bác phải hiểu là vậy. Các bác đi mua bán này các bác phải hình dung mà, chứ không phải tự dưng một con máy nó đẹp được như vậy. Cũng như con máy này, lúc về bọn em mua nó chưa dọn, nó chỉ có 10 triệu 500 thôi, nhưng mua về nhà có phải là cứ đổ tí nước lá và nó chạy, nó sẽ đẹp này đâu. Còn phải tắm rửa tháo ra vệ sinh một ngày rồi mới xong. Xong cho vào lại còn phải test thử, chạy thử, xong xử lý những cái lỗi hay lỗi vặt của nó, xử lý dứt điểm, chạy thử 4-5 ngày xong mới bán cho các bác. Đấy, các bác hình dung là như vậy. Đấy, để các bác đi mua. Em thì bán rất là thật. Đấy, tất cả hàng nhà em bán cho các bác đây. Máy giặt xong. Đấy, bọn em test nó rất là êm. Nhà em bán thì đầy đủ các mặt hàng. Đấy, kể cả hàng chưa dọn cũng như hàng dọn rồi thì đều có cái giá cho các bác để các bác được lựa chọn. Nhưng lúc nào em cũng mong các bác đi mua được những cái chỗ cửa hàng nó uy tín một chút, mình người ta bán nó có trách nhiệm thì sau này mình mua mình về dùng thì người ta hỗ trợ được. Chứ không phải là nếu như mà làm được những cái trò đấy thì bọn em cũng làm thừa sức làm. Em đi buôn máy bán từ những năm 2013 đến giờ, bước chân vào ngày 2008 bắt đầu đi buôn 2013 đến giờ thì em cũng có 9 năm kinh nghiệm rồi, buôn bán có thợ có dân có đầy đủ hết. Bọn em thừa có những cái trò cái thử, bọn em buôn hàng lẻ như thế này các bác nhìn này, nhà em lúc nào nó cũng phải rơi vào tầm xít xoát không được 1 tỷ thì cũng phải tầm tỷ trên tỷ dưới tiền hàng. Nhưng tại sao bọn em lại không bán phát những cái live stream bán hàng chưa dọn cho các bác? Bởi vì như vậy là lừa, lừa chính lừa đến khách hàng của mình, thì bản thân bọn em sẽ không bao giờ được bền khách và không bao giờ có bác khách nào mà mua 2-3 lần hàng nhà em. Đấy, nhiều bác khách mua hàng nhà em ấy, mua 2-3 lần hàng nhà em thì các bác biết đấy,
bọn em bán là bán bằng cả cái chữ tín cũng như chữ tâm của cái nghề, chứ không phải là cứ lừa xong bán cho các bác xong rồi mai mình lại bán cho người khác thì người ta chỉ đến với mình một lần thôi, không bao giờ có lần hai. Cái gái nhiều bác cũng mua quạt thì em, thế tại sao những cái quạt đẹp như thế này em vẫn chưa bán cho các bác? Bởi vì là nó chưa được vệ sinh, chưa được tháo ra này, tắm rửa nguồn này, cục nguồn bên trong này, rồi thì lau chùi này, rồi tỉa tót lại cho cái máy đẹp và test cho cái máy nó chạy. Chứ không phải cái quạt cứ cắm lên là chạy, nhưng không phải là cứ chạy là chạy đâu. Về nhà nó còn chục bạc, còn bông phớt bên trong nó khô rồi, mấy chục năm rồi, trăm năm rồi, con này nó 6-70 năm nay rồi mà không thay cái bông bạc đi, không tra dầu mới và không vệ sinh những cái bụi bẩn cũ đi thì nó lóng cái trục motor lên, nó lóng lên, nó om dây nó chết, thì các bác cắt cái quạt đi là tiền triệu. Đấy, các bác phải hình dung là vậy, không phải tự dưng mà được những cái đồ đẹp này nó nằm ở đây đâu. Đấy, để các bác được hiểu như vậy. Thì nhà em thì vẫn đang đầy đủ các mặt hàng. Đấy, các bác lựa chọn. Năm nay thì đi buôn thì nó không như mọi năm. Đấy, mọi năm đi buôn thì nhiều lúc nghĩ hiểu là khó khăn này thì cứ mua hàng ủ trước, sợ đến Tết nó không có hàng, bán thì sợ thiếu hàng. Đấy, năm nay cẩn thận mua trước, ủ trước. Các bác nhìn này, toàn bộ máy rửa bát này bây giờ em lỗ rất là nhiều tiền luôn. Máy giặt cũng lỗ, máy rửa bát cũng lỗ. Đấy, nhiều bác cứ bảo là đi buôn đồ bãi này lời lắm. Lời là tùy từng năm hàng nó có thì nó lên được giá, thì nó có lời ra. Như năm nay càng đến dịp cận Tết thì hàng về càng nhiều, giá thành càng rẻ luôn. Như năm ngoái con T chở 9 này các bác đi mua giá không bao giờ dưới 10 triệu. Năm nay các bác mua ở nhà em giá con T chở 9 này chỉ có 8 triệu thôi. 8 triệu cho con T chở 9, đẹp như long lanh, đẹp như trong tranh như thế này. Hàng đi bay, hàng lướt, mới tinh tình tình luôn, các bác nhìn này. Chưa có hiện tượng nào đã qua hình sử dụng. 8 triệu mà bảo hành 1 năm rồi. Đấy, bác nào mà mua đứt ở nhà em, con này bọn em bán chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Đấy, các bác mua nó rẻ như vậy các bác không mua, thì bây giờ các bác mua gì càng cái dịp cận Tết này thì sức mua càng lớn, thì các bác cũng nên chủ động mua sớm. Bởi vì là như thế này là bọn em đang buôn lỗ, là xác định là cũng không sắm về thêm hàng nữa, bởi vì càng nhập hàng thì càng xuống. Đấy, hôm nay nhập thì có thể ngày mai đã xuống giá rồi. Đấy, hàng chưa dọn đấy rất là nhiều đấy. Cứ hơn 2 triệu một con, hơn 2 triệu một con, tùy về từng con. Đấy, như con TM6 này nhà em bán này. Đấy, con TM6 này bao đẹp như thế này, đẹp màu đúng màu vàng gôn, tắm rửa sạch sẽ này. Con này em bán có 30 rưỡi. Đấy, rất là rẻ, hàng chưa dọn bao giờ nó rẻ được tiền triệu luôn. Đấy, để các bác hiểu như vậy. Đấy, nhiều bác đi mua máy giặt nhà em thì các bác phải hình dung là mình mua sớm, mình dùng sớm. Người ta mua muộn thì người ta dùng muộn. Chứ còn cái máy giặt bây giờ nó xuống giá rất là sâu, xuống cực kỳ sâu luôn. Đấy, như năm ngoái con Ba La VX 7200 bây giờ nó xuống giá nó chỉ còn có trên 10 triệu luôn. Nhưng con này cũng vậy, bây giờ nó rơi tầm 11 triệu, nó rất là rẻ luôn. Đấy, con Q8200 này, giặt 9 cân, sấy 6 cân này. Đấy, con này giờ rất là rẻ này. Con này ấy, bây giờ nó chỉ có 11.500.000 thôi. Nhưng con này năm ngoái các mua 14 triệu, 15 triệu không có máy mà mua. Đấy, rất là rẻ luôn. Đấy, các bác nào cần mua những cái hàng gì, cần tư vấn cái gì thì các bác cứ alo cho em. Hút ẩm cũng vậy, hút ẩm thời điểm này cũng đang rất là rẻ này. Đây, quạt thì em có hơn chục con quạt cây. Đấy, đang xếp ở đây thì sang tuần thì em sẽ làm quạt và bán cho các bác, để các bác được mua. Đấy, nhiều bác hỏi quạt quá mà năm nay thì em vướng vào cái máy giặt, đâm nó kéo theo nhiều cái thời gian làm quá. Đợt này thì em cũng dừng máy giặt rồi. Hiện tại em còn 15 chiếc máy giặt nữa, giá tầm viên khúc trên 10 triệu thôi. Em bán nốt là em cũng nghĩ không nhập máy giặt nữa. Bởi vì nhiều bác nó bảo đi mua, gửi tiền hộ xong đi nhặt hộ, em cũng xin phép là cũng dừng không dám nhận nữa. Bởi vì là cái máy giặt này hôm nay cho em lấy được bác một giá, nhưng có khi ngày mai nó xuống tiền triệu luôn. Đấy, nhiều bác lại giận lại trách. Bởi vì các bác biết về là bây giờ ấy, hàng nó đi về nó quá dễ luôn, nó đi như một cái chợ về mình luôn. Đấy, các bác biết đấy, bây giờ các bác bước chân ra ngoài đường các bác nhìn thấy các cửa hàng bán đồ Nhật luôn, nó mọc lên như lấm luôn. Đấy, không thiếu gì người bán. Đấy, nhiều bác cứ bảo là buôn đồ Nhật thì lãi suất cao, đông người mở như vậy. Các bác có vào làm nghề thì các bác biết được, mà phải làm nghề chân chính như này, làm thật ăn thật như này. Chứ còn bảo làm thật ăn, làm láo ăn thật đi thì có nhiều lắm các bác, như quân nguyên luôn. Đấy, một con máy này test dọn xong chạy thử đi chạy thử lại xong mới dám ráp máy và bán cho các bác. Chứ có phải đơn giản này kiểm tra hốc trên hốc dưới này, xem có gì nước ở đâu không này, xem ở đâu nó ký càng lắm, chứ không phải là cứ bôi qua tí nước lá xong rồi thì thấy nó chạy êm bán cho các bác về nhà các bác chạy, các bác biết cái máy nó xảy ra nhiều cái lỗi. Đấy, thì đừng nên là nên mua cái máy gì rắt tiền thì các bác nên mua cái hàng dọn rồi, đừng tham rẻ một vài triệu. Ở đâu cũng vậy thôi, của rẻ bao giờ cũng là của ôi của thiêu, chứ làm gì bao giờ của rẻ là của ngon đâu các bác.
các bác nhiều bác có tuổi rồi, đi qua quá nhiều năm tháng cuộc đời rồi, từng trải rồi, các bác thừa hiểu được như vậy luôn. Đấy, các bác nào cần mua hàng gì thì cứ liên hệ cho em nhé. Em xin phép chào các bác nhé, hẹn bác ở những video kế tiếp.